chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Thế Giới Di Động. Trên tay mình đây là em iPad Gen 9, một mẫu máy tính bảng của nhà Apple đã được ra mắt khoảng gần 1 năm rồi. Hiện tại thì gần đây Apple cũng đã cho ra mắt phiên bản iPad thế hệ thứ 10. Tuy nhiên thì khi mà mình tham khảo thử cái giá trên website của Thế Giới Di Động á, thì giá của nó sẽ rơi vào khoảng hơn 12 triệu, hơi mắc hơn một chút, nên là mình sẽ muốn nói nhiều hơn về con iPad Gen 9 này. Đầu tiên thì có hai điểm mà mình muốn nói về chiếc iPad Gen 9 này. Thứ nhất là nó vẫn còn được phân phối chính hãng tại website của Thế Giới Di Động, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chính sách bảo hành cũng như là kiểu gọi là mới nguyên siêu của máy. Và cái thứ hai là cái mức giá của nó đang vô cùng ổn trong thời điểm hiện tại, là khoảng gần 8 triệu mà thôi, thì nó sẽ rất là phù hợp với những bạn là học sinh sinh viên muốn tìm kiếm cho mình một cái thiết bị di động có thể hỗ trợ cho mình trong việc học tập nè, take note, hoặc là những bậc phụ huynh muốn mua cho con em mình một cái sản phẩm di động mà kiểu tablet, máy tính bảng giá rẻ thôi để giải trí nè, cũng như là xem phim cơ bản. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn nói nhiều hơn về cái hiệu năng của em iPad Gen 9 này, để xem thử là với một cái sản phẩm tablet đã được ra mắt khoảng gần 1 năm rồi thì hiệu năng của em nó có còn tốt hay không, có còn mượt mà nữa hay là không, hay là có chơi được những cái tựa game phổ thông hiện nay hay là không, thì tất cả sẽ được trả lời sau intro này. Hiện tại thì iPad Gen 9 phiên bản 64GB bộ nhớ trong đang có một mức giá vô cùng hấp dẫn tại website và các chuỗi hệ thống cửa hàng của Thế Giới Di Động. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm này thì hãy nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả nha. Đầu tiên thì mình phải nói về cái thiết kế của em. Nó là cái thiết kế của iPad Gen 9 thì nó mang một cái kiểu thiết kế cực kỳ truyền thống, với cái viền trên và viền dưới đều rất là dày, và nó đi kèm là sẽ có một cái nút Home tích hợp với lại Touch ID. Các cạnh cũng như là các viền của máy cũng sẽ được bo cong và nó sẽ kiểu cong dần về phía mặt lưng, cho nên là cái trải nghiệm của nó cũng sẽ khác so với khi mà mình cầm những cái chiếc máy tính bảng mà kiểu vuông vức giống như là chiếc iPad Gen 10 hoặc là iPad Air hay là dòng cái dòng iPad Pro. Kiểu mình cảm giác mình cầm nó sẽ không được chắc chắn cho lắm, và khi mà mình thao tác chơi game hay là kiểu mình xem phim ở trên chiếc iPad Gen 9 này thì nó cũng sẽ kiểu không được sướng như là mình cầm các dòng iPad Air, iPad Pro. Bên cạnh đó thì cái kích thước của chiếc iPad Gen 9 này thì nó cũng khá là to, cho nên là mình cũng không thoải mái lắm khi mà mình cầm, cho nên là mình thường sẽ sử dụng thêm một cái giá đỡ. Và trước khi tiến hành test hiệu năng thì như thường lệ mình cũng sẽ giới thiệu lại sơ qua về cái thông số cấu hình của em iPad Gen 9 này để mọi người có thể nắm rõ hơn nha. iPad Gen 9 sẽ sở hữu con chip Apple A13 Bionic đang tồn tại trên các thế hệ iPhone 11 series cùng với dung lượng RAM là 3GB. Con chip Apple A13 Bionic thì hiện tại không còn là một con chip quá mạnh mẽ nữa. Tuy nhiên thì Apple sẽ tối ưu tốt cái phần cứng trên các sản phẩm iPad hơn. Mà hiện tại thì mình thấy là những chiếc iPhone 11, iPhone 11 Pro hay là iPhone 11 Pro Max thì vẫn sử dụng ổn. Do đó thì mình nghĩ là chiếc iPad Gen 9 này thì vẫn có thể đáp ứng được những nhu cầu sử dụng thông thường của chúng ta. Như các bạn có thể thấy thì các thao tác vuốt chạm, lướt web hay là lướt Facebook các thứ thì vẫn còn khá là mượt mà. Bấm vào các icon hay là đa nhiệm thì đều vẫn ổn định. Tuy nhiên với việc chỉ được trang bị tần số quét màn hình là 60Hz trên một cái màn hình lớn như thế này thì sẽ rất dễ nhìn thấy được khuyết điểm là độ trễ sẽ cao hơn so với những chiếc iPhone có cùng tần số quét với một màn hình nhỏ hơn. Kiểu nó sẽ hơi có hiện tượng giật giật nhẹ khi mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt thường. Do đó, nếu như mà bạn nào đã sử dụng quen cái màn hình có tần số quét 120Hz như trên các dòng iPad Pro thì điều này sẽ hơi phiền một chút xíu. Tuy nhiên đối với một cái sản phẩm máy tính bảng giá rẻ như là dòng iPad Gen 9 này thì mình quan tâm về hiệu năng của em nó nhiều hơn. Một điểm mà mình muốn nói tới nữa đó chính là về dung lượng lưu trữ của em iPad Gen 9 này thì nó cũng sẽ hơi hạn chế một chút xíu. Nó chỉ có hai sự lựa chọn phiên bản bộ nhớ trong, đó chính là 64GB và 256GB. Đối với mình thì 64GB thì quá ít, còn 256GB thì lại quá nhiều. Do đó thì mình mong là trong những cái thế hệ sau này thì Apple sẽ cho ra thêm một cái phiên bản sự lựa chọn bộ nhớ trong nữa là 128GB để người dùng có thể kiểu lựa chọn dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì với hai cái sự lựa chọn là 64GB và 256GB thì số tiền chênh lệch nó cũng rất là nhiều, cho nên là mình cũng rất là đắn đo không biết là nên mua phiên bản nào. Mình có thử test qua điểm AnTuTu trên chiếc iPad Gen 9 này thì số điểm tổng của nó sẽ rơi vào khoảng 635.000 điểm với 162.000 điểm CPU và 267.000 điểm GPU. Và để biết rõ hơn về hiệu năng của em nó thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau test trực tiếp thử xem như thế nào nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ để cái độ sáng màn hình của chiếc iPad Gen 9 này là 100% như những cái video test hiệu năng lần trước, để có một cái đánh giá khách quan nhất cho các bạn. Kiểu mình cũng dễ dàng xem được là trong cái quá trình mà mình test hiệu năng á thì có lúc nào máy bị nóng quá mà bị giảm sáng hay không. Với chiếc iPad Gen 9 này thì cái độ sáng màn hình tối đa của nó cũng không quá cao, cho nên là để đảm bảo cái khả năng hiển thị một cách rõ ràng nhất thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng ở điều kiện trong nhà với ánh sáng không quá mạnh nha. Em iPad Gen 9 này sẽ có kích thước màn hình là 10.2 inch cùng với tấm nền Retina IPS LCD với độ phân giải là 1620 x
2160 pixel, mật độ điện ảnh khoảng 265 ppi. Với cái màn hình và thông số như thế này thì nếu như chúng ta sử dụng với một cái mục đích là giải trí cơ bản, không phải là một người quá khó tính, thì với cái màn hình của em iPad trên 9 này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu thông thường của bạn, ví dụ như là xem phim hay là chơi game. Điểm trừ lớn nhất trên em iPad trên 9 này là độ nổi khối không tốt, vì phần cảm ứng sẽ tách biệt với lớp kính cường lực phía trên, trải nghiệm bút chạm đặc biệt là khi sử dụng Apple Pencil thì sẽ không được thật cho lắm. Tuy nhiên đây là một điều mà mình nghĩ là chúng ta cần phải chấp nhận đối với một cái sản phẩm máy tính bảng của Apple với mức giá chỉ dưới 8 triệu. Và có lẽ đây cũng là cách mà Apple phân cấp với các sản phẩm iPad cao cấp hơn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần chính của video ngày hôm nay, chính là test hiệu năng. Và cái tựa game đầu tiên mà mình test thì như thường lệ sẽ là cái game nhẹ nhất trong 3 game mà mình sẽ test, đó chính là game Lenovo Mobile. Nhiệt độ của máy trước khi vào game mình đo được sẽ rơi vào tầm khoảng 33-34 độ C. iPad trên 9 thì tất nhiên có thể thiết lập được vô tư đồ họa và chất lượng hình ảnh ở mức cao nhất đối với tựa game Liên Quân này, nên là mình sẽ kéo tối đa lên hết luôn nha. Máy chơi game trong 5 phút đầu rất ổn định và mượt mà luôn. Máy cũng không bị nóng quá mà cũng không hề xảy ra tình trạng giật lag gì hết. Nhiệt độ của máy sau 5 phút chơi game thì chỉ rơi vào khoảng 37 độ mà thôi. Sau 15 phút thì máy vẫn chưa xuất hiện hiện tượng giảm sáng hay là giật lag nào cả, và bây giờ mình sẽ tiến hành đo thử nhiệt độ của em nó lúc này nha. Nhiệt độ lúc này của em iPad Gen 9 chỉ hơi nóng hơn một chút xíu so với lúc nãy là hơn 39 độ C. Và sau 30 phút chơi game thì mình thấy là chiếc iPad Gen 9 này vẫn làm rất là tốt khi mà chơi Liên Quân Mobile vô cùng trơn tru và mượt mà luôn. Nhiệt độ lúc này thì cũng không quá là nóng, cũng vẫn như lúc nãy tầm 39 độ C thôi nha. Như cái biểu đồ mà các bạn có thể thấy trên màn hình thì FPS trung bình rất ổn định. Lúc di chuyển, sử dụng chiêu thức hay là đang trong combat, nhiều người vẫn không hề giật lag một chút xíu nào. Có vẻ như tựa game này không thể làm khó được chiếc iPad Gen 9 này rồi đúng không? Và tựa game tiếp theo mà mình sẽ test trong video ngày hôm nay chính là game PUBG Mobile. Và sau khi để máy mát hơn một chút xíu thì mình sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ của em nó trước khi vào game nha. Bây giờ nhiệt độ của em nó sẽ rơi vào khoảng 29-30 độ C. Đối với tựa game này thì iPad Gen 9 hoàn toàn có thể thiết lập được mức đồ họa lên tới Ultra HD và tốc độ khung hình là cực cao. Tuy nhiên để đánh đổi đồ họa đẹp lấy tốc độ khung hình là 60 thì mình sẽ để ở mức đồ họa là cân bằng và tốc độ khung hình là cực độ nha, để dễ test hơn cũng như là dễ thấy được lúc nào máy bị drop FPS hơn. Bên cạnh đó thì mình sẽ bật thử răng cưa 4X nữa. Ok, và vào game thôi. Đối với tựa game PUBG Mobile, khi mà mình chơi trên một cái màn hình 10.2 inch như thế này thì mặc dù là có một cái không gian chơi game lớn hơn, nhưng mà do tay mình cũng không phải là dạng tay to cho nên là thao tác các phím trên màn hình cũng sẽ hơi khó khăn hơn một chút xíu. Ok, và sau 5 phút chơi game thì mình thấy là máy chưa có bị giật lag hay là bị giảm sáng gì hết. Và giờ mình sẽ thử kiểm tra nhiệt độ xem thử là máy đang bao nhiêu độ nha. Chỉ khoảng 34-35 độ mà thôi, khá là mát. Bây giờ thì mình đã chơi được khoảng 15 phút rồi, tuy nhiên chiếc iPad Gen 9 này thì vẫn cân rất tốt từ game PUBG Mobile với mức độ hạ này, khi mà chưa xảy ra bất kỳ một cái vấn đề nào hết, đặc biệt là máy cũng không bị quá nóng. Nhiệt độ cũng y chang lúc nãy luôn, khoảng 34-35 độ C mà thôi. Chiếc iPad này thực sự khiến mình rất là bất ngờ khi mà đã 30 phút trôi qua nhưng nó vẫn duy trì được phong độ, không hề có bất kỳ một cái hiện tượng giảm sáng hay tụt FPS nào hết. Thật sự mình chơi thấy rất là mượt cho dù có đang combat hay là không. Thậm chí nhiệt độ còn không thay đổi khi vẫn nằm ở ngưỡng 34-35 độ C. Nhìn chung thì qua hai tựa game mà mình đã test thì chiếc iPad Gen 9 này hoàn toàn đáp ứng được những kỳ vọng mà mình đã đặt ra. Giảm sáng không, tụt FPS không, mà nhiệt độ của nó cũng không quá nóng tới mức mình cảm thấy khó chịu. Và tựa game cuối cùng mà mình sẽ test trong video ngày hôm nay, và mình nghĩ là chắc ai cũng biết và ai cũng mong chờ, đó chính là game Genshin Impact. Trước khi làm video test hiệu năng ngày hôm nay thì mình cũng đã thử thiết lập đồ họa rất cao và chơi thử cái game Genshin Impact này trên em iPad Gen 9. Tuy nhiên thì cái mức đồ họa này nó vẫn có thể thiết lập được, tuy nhiên thì nó chỉ được đâu đó khoảng tầm 3 phút đầu mà thôi. Mình cũng đã có thử kiểm tra FPS thì biểu đồ hiển thị thông số cho thấy mức FPS trung bình chỉ khoảng 52. Và bắt đầu từ phút thứ tư trở đi thì máy bị drop FPS khá là sâu. Khi combat hoặc là đánh quái có cái hiệu ứng chiêu thức liên tục thì sẽ bị khựng khung hình và giật lag khá là nhiều. Và đặc biệt là máy nóng lên cực kỳ nhanh luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ chỉ thiết lập mức đồ họa trung mà thôi, cộng với FPS là 60 để coi như là đánh đổi lấy sự ổn định ha. Tuy chỉ thiết lập mức đồ họa trung nhưng mà khi mình chơi thực tế thì mình thấy cũng không bị quá là khó chịu. Cảnh vật vẫn được tái hiện rất là ổn áp luôn á. Và vẫn như những game khác thì mình sẽ đo nhiệt độ trước khi mà vào game, khoảng 30-31 độ C thôi nha. Ở phút thứ tư thì máy sẽ bị drop FPS một lần, tuy nhiên sau đó lại ổn định trở lại. Và sau 5 phút thì mình sẽ tiến hành đo thử nhiệt độ của máy lúc này nha. Nhiệt độ lúc này sẽ rơi vào khoảng 38-39 độ hơn một chút xíu, không quá là nóng. Sau lần bị drop FPS đầu tiên thì sau đó chiếc iPad Gen 9 này lại chơi rất là mượt và mình chưa thấy gặp lại bất kỳ tình trạng giật lag nào nữa. Và sau 15 phút chơi Genshin Impact thì nhiệt độ của máy rơi vào khoảng hơn 40 độ C một chút xíu, không chênh lệch quá là nhiều so với lúc nãy. Ở phút thứ 20 thì máy đã bắt đầu có hiện tượng giảm sáng nhẹ một chút, tuy nhiên thì vẫn không ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi game của mình quá là nhiều. Hiện tượng drop FPS vẫn chưa thấy xuất hiện lại. Ok, và sau 30 phút chơi game thì mình thấy nhiệt độ không có sự thay đổi quá là nhiều mà máy cũng không bị giảm sáng hay bị drop FPS thêm một lần nào nữa. Quá là tuyệt vời đối với một chiếc máy tính bảng giá rẻ như thế này. Nhiệt độ bây giờ chỉ rơi vào khoảng 38-39 độ C mà thôi. Ok, và sau khi mình chơi xong cái tựa game Genshin Impact này thì mình rút ra được một cái nhận xét là mặc dù mình chỉ để cái mức thiết lập đồ họa là trung bình và FPS mình đã để lên tận 60 thì trong 30 phút chơi game liên tục thì mình thấy là
máy chỉ bị drop FPS và giảm sáng đúng một lần duy nhất mà thôi. Tuy không quá xuất sắc nhưng mà mình xin nhắc lại nha, với một cái sản phẩm tablet giá rẻ chỉ dưới 8 triệu như thế này mà chơi Genshin Impact tương đối mượt mà, thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua. Và đó là ba tựa game mà mình đã dùng để test hiệu năng của em iPad 99 trong video ngày hôm nay. Kết quả như thế nào, hiệu năng của em nó ra sao thì các bạn cũng có thể thấy rõ trong video ngày hôm nay rồi, và mình cũng không cần phải nói tới quá nhiều nữa. Nhìn chung với một mức giá học sinh sinh viên như thế này thì ngoài việc đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng cơ bản, học tập, làm việc, giải trí, xem phim các thứ thì nó cũng đã quá ổn rồi. Bên cạnh đó thì nó vẫn có thể chơi được những cái tựa game phổ thông, đặc biệt là những tựa game đòi hỏi đồ họa nặng như là Genshin Impact. Vì vậy nên mình thấy đây là một trong những cái mẫu máy tính bảng rất đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua trong thời điểm này. Và hiện tại đối với cái hiệu năng của em nó như thế này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ sử dụng tốt được trong tầm từ 1 tới 2 năm nữa. Và nếu các bạn quan tâm về sản phẩm này thì mình cũng sẽ để lại đường link ở dưới phần mô tả để các bạn tham khảo nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Thế Giới Di Động ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.